chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì hàng loạt các hành động câu view câu like bằng những trò rất lố bịch đã bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt. Điển hình như vụ nằm ra giữa đường tạo các dáng yoga để chụp ảnh. Rồi thì có cả clip một nhóm các cháu nhỏ nhảy nhót theo nhạc khi băng qua đường ở ngã tư. Đặc biệt nhất là vụ của Hải Idol dàn xe sang ra giữa đường để quay phim chụp ảnh đánh bóng tên tuổi. Được biết thì Hải Idol đã bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 của điều 318 Bộ luật hình sự. Đây là hình phạt khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng thích đáng, vì nếu không ấy thì sẽ không biết còn bao nhiêu cái đám cưới kiểu như này nữa. Lúc nào cũng cái kiểu tư duy mình là bố thiên hạ, hôm nay là ngày cưới của tao, tao thích làm gì thì tao làm, thế thì có mà chết. Qua những vụ việc như này thì mới có thể thấy được cộng đồng mạng nhà mình càng ngày họ càng văn minh như thế nào. Bây giờ mấy cái clip theo kiểu là sốc sách xến ấy, làm gì có cửa để hút view nữa đâu, vì nó nhàm chán quá rồi. Khán giả họ chán chả buồn xem nữa cơ ấy, vì nó nhan nhản ở trên mạng ấy mà. Thích thì bây giờ vào các web lậu nhá, nó bày biện ra đủ các món luôn, đủ các gu luôn, từ Âu Mỹ cho đến ASEAN nhá. Uầy giải, ông thích ăn món nào ông cứ vào đấy ông chọn, chứ ông hóng mấy cái clip xôi thịt thế này làm gì cho nó mệt. Thế xong rồi kích vớ kích bẩn lại ăn quả linh vi rút xong bắt đầu lại mất tiền nữa thì ôi rồi ôi bà quan ơi. Cái mà người ta cần khi lên mạng bây giờ đó là cái niềm tin cơ, đấy mới là cái quan trọng. Chỉ cần có một người để cho họ tin, để cho họ dựa vào thôi thì giá nào họ cũng sẽ trả. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ông Thích Minh Tuệ thời gian vừa qua ông ấy lại nổi tiếng đến như vậy. 3 giờ sáng cũng có người mò tận vào chỗ ông ấy đang ngủ để được gặp, được đưa đồ ăn cho ông ấy. Tất cả đó là bởi họ cần có một chỗ để họ tin rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều những người tốt, vẫn còn rất nhiều người nói được làm được. Chứ lên mạng bây giờ cứ hở ra tí là toán lừa đảo thôi. Ông nào cũng đạo mạo lên chia sẻ đạo lý theo kiểu nào ấy giày ơi. Kiếp này mà các con không cúng dường nhé là kiếp sau các con càng ngày càng khổ. Đấy, thế nhưng mà đến lúc lộ ra ấy, thì thầy ấy, ôi trời ơi, cơ ngơi của thầy toàn 100 tỷ thôi. Chả thấy thầy cúng dường cúng giết gì cả. Thầy đeo Rolex này, đi xe sang này, thầy chơi gái suốt ngày luôn. Bị lừa trắng hết cả mắt ra rồi. Mãi đến bây giờ mới tìm được một người để mình có thể trao gửi niềm tin được. Ông ấy bây giờ mình mang đến cái gì đưa ông ấy cũng không lấy, có dúi tiền vào tay, ông ấy cũng không nhận. Ông ấy ăn mặc giản dị vô cùng, ông ấy ngủ ấy thì toàn là ngủ ngồi ở trong hang hoặc ở nghĩa địa mà thôi. Và khi mà họ có chỗ để tin rồi thì ông ấy chả cần phải làm gì cả. Người ta cũng săn lùng, người ta săn từ ngoài đời cho đến trên mạng. Suốt ngày chỉ ăn với hóng xem là có ai live stream về ông ấy không, hôm nay ông ấy đi đến đâu rồi, ông ấy đang ở đâu, ông ấy ăn ngủ ở chỗ nào. Người ta còn quan tâm đến mức thậm chí là làm phiền luôn. Tự nhiên ông Thích Minh Tuệ trở thành người sáng tạo nội dung hot nhất trên các trang mạng xã hội. Trong khi đó, những người đang cố tình gào rú, khoe nhà, khoe xe, khoe vú, khoe đít mãi có nổi được đồng. Nhìn ở góc độ sáng tạo nội dung thì ông Thích Minh Tuệ mới chính là người sáng tạo nội dung đẳng cấp nhất ở trên cái mạng xã hội này, chứ không phải mấy cái ông lên mạng tự phong mình là đại gia, tự phong mình là idol, hay là các chị em là tự phong mình là hot girl. Mấy cái danh đấy toàn do các bố tự đặt ra thôi, chứ xã hội người ta có công nhận đâu. Kìa ông Thích Minh Tuệ nhá, ông ấy có nhận mình là sư, nhận mình là thầy đâu. Nhưng mà đi đâu, ai cũng gọi ông ấy là thầy, ai cũng vái lại ông ấy. Đến mức bây giờ, ông ấy phải trốn, ông ấy phải đi bằng đường rừng rồi. Thế nhưng người ta vẫn cứ mò vào tận nơi để họ có thể quay chụp được. Cái khác biệt nhất để tạo nên sự nổi tiếng của ông Thích Minh Tuệ so với những người khác, đó là ông ấy luôn nhận thức được mình là ai. Và ông ấy khác hoàn toàn so với những người còn lại. Mấy cái ông choi choi ấy thì lúc nào lên mạng cũng đòi làm bố thiên hạ cơ. Nói chuyện lúc nào cũng kiểu mày biết bố mày là ai không? À, bố mày nói cho mày biết nhá. À, đất này là của bố mày nhá. Đường này nhà đường của bố mày nhá. Nên bố mày muốn làm gì thì làm. Dừng xe ở đâu thì dừng. Bố mày tập yoga ở đâu thì bố mày tập. À, hay như kiểu mấy ông sư khác lên mạng cũng vậy. Suốt ngày dạy đời theo kiểu thầy ấy là thầy nói cho các con biết này. À, thầy dặn các con một điều như này này. Đấy, suốt ngày trên cơ thiên hạ thôi. Thế nhưng mà ông Thích Minh Tuệ này, ông ấy có như vậy đâu. Gặp ai, ông ấy cũng chỉ xưng mình là con mà thôi. Còn nói với mọi người như này này, thôi mọi người giải tán đi, ai về làm việc người đó, tụ tập thế này là mất an ninh trật tự. Toàn cái kiểu đấy thôi, khiêm tốn tận cùng. Càng khiêm tốn ấy thì người ta lại càng thương, người ta lại càng giúp. Ngày trước ông ấy đi đường, ông ấy bị đánh nhưng không ai can cả, trông tội lắm. Thế nhưng bây giờ nhá, thằng nào thử động vào ông ấy mà xem, bà con người ta không đập chết thằng đấy từ trong trứng nước luôn ấy chứ. Nhìn ở góc độ sáng tạo nội dung thì cái giỏi nhất của ông Thích Minh Tuệ mà giúp cho ông ấy nổi tiếng như vậy, đó là ông ấy khác biệt hoàn toàn với đám đông. Sản phẩm ông ấy tung lên mạng toàn là các sản phẩm cực kỳ độc thôi. Mấy cái thằng làm nội dung ở trên mạng như kiểu cái thằng Tuấn Tiền Tỷ chẳng hạn ấy. Ui giời, nó làm nội dung nhá thì nó phải bày trí studio này. Ui giời, chỗ này là ấy tiêu âm này, chỗ này là phải có đèn dọi mặt này. Xong bắt đầu lên livestream là phải có cái app
chỉnh nhan sắc này, úi dồi mặt nó sáng mịn luôn. Thế nhưng mà đây ấy, ông Thích Minh Tuệ, ông ấy đi chân đất, ông ấy mặc quần áo nhặt ở bãi rác, bối cảnh clip hoàn toàn là tự nhiên, chả có gì dàn dựng cả. Ông ấy ăn ở sự chân thành tuyệt đối, không có gì giả dối dù chỉ là nhỏ nhất. Các sư khác ấy thì họ đi ô tô xuyên Việt, thế nhưng mà ông ấy không, ông ấy đi bộ xuyên Việt cơ. Người khác nhá, ngủ thì phải nằm, phải có giường ấm đệm êm, thế xong rồi về ngủ là phải có điều hòa, có bọn em phải đẹp đẹp bên cạnh mình ôm nó mới dễ ngủ. Thế nhưng mà đây nhá, không, ông Thích Minh Tuệ, ông ấy ngủ ngồi luôn, ông ấy ngủ ngồi ngay ở nghĩa địa. Tất cả những cái đó thử hỏi làm gì có ai đã từng làm đâu. Chính vì thế nên ông ấy nổi tiếng cũng đúng mà thôi. Nhìn ở góc độ sáng tạo nội dung thì ông ấy đã tạo ra những cái sản phẩm quá độc, quá chất, chưa ai có và rất khó bắt chiếc. Đấy cũng chính là lý do mà ông có khoe nhà, khoe xe, khoe vú, khoe đít. Tất cả mấy cái đấy ấy, bây giờ không thể nào nổi tiếng được nữa vì nó quá nhiều người làm rồi. Muốn nổi tiếng thì phải làm một cái gì đó mà chưa ai làm cơ. Khi đó ắt cộng đồng mạng họ sẽ đẩy mình lên trở thành người nổi tiếng. Đấy mới là cái nguyên lý gốc của sáng tạo nội dung. Chứ sáng tạo nội dung đâu phải là đi học mấy cái khóa live stream, là mở đầu live stream là các bạn phải chào khán giả như nào, đến lúc nào thì các bạn phải tương tác với khán giả, kêu gọi khán giả ủng hộ, set up phòng live stream ra sao, gồm có mấy cái đèn mic thì dùng loại gì. Tất cả những cái đấy ấy, nó là vớ vẩn hết. Cái quan trọng nhất của sáng tạo nội dung đó là bạn có tạo ra được một sản phẩm mà chưa ai làm hay không. Đấy mới là sáng tạo. Chứ như kiểu ông Tuấn Tiền Tỷ ngày nào cũng lên sủa ông ổng như này, chỉ là cái thằng ăn cắp nội dung thôi, chứ không phải là sáng tạo nội dung. Sáng tạo nó đồng nghĩa với cái từ phát minh cơ, chứ sáng tạo không phải là đi ăn cắp về xong cải tiến. Thấy bên Trung Quốc nó làm clip này hay hay, thế xong bắt đầu là ông bê nguyên cái format ấy về, ông dịch ra tiếng Việt, ông thêm thắt mấy cái câu chen của Việt Nam vào. Tất cả mấy cái đấy nó chỉ là cải tiến mà thôi, chứ nó không hề là sáng tạo. Một thằng làm nội dung nó có tận 5 cấp độ cơ. Cấp độ đầu tiên đó là bố mày đi ăn cắp, thấy ai làm cái gì ấy là bố về nguyên của người đó về, thế thôi là xong, không phải nghĩ ngợi thêm cái gì nhiều. Cấp độ thứ hai đó là bố mày ăn cắp, nhưng mà bố mày có thêm một chút cải tiến cơ. Điện thoại của mày hình vuông hay gì thì bố mày làm một cái điện thoại bố mày bo tròn bốn góc lại. Cấp độ thứ ba đó là bố mày ăn cắp, bố mày có cải tiến, nhưng mà lần này ấy là bố mày làm cho sản phẩm của bố mày nó trở nên quyến rũ hơn cơ. Còn cấp độ thứ tư ấy đó là bố mày đi ăn cắp, thế xong mày về bố mày cũng cải tiến mà bố mày làm cho sản phẩm trở nên quyến rũ hơn, nhưng mà lần này nhá là sản phẩm bố mày làm ra ấy nó trở thành trend cơ. Cả mạng xã hội nhá, ai cũng phải đu theo, ai cũng muốn có được nó cơ. Ui giời, cái đấy đỉnh cao lắm. Không phải ai cũng tạo được trend, cũng khiến cho cộng đồng mạng phải phát rồ phát dại lên đâu. Nó phải tầm cỡ của Sơn Tùng, của Lisa, Blackpink hay là của Apple ấy. Và cấp độ cuối cùng đó là cấp độ sáng tạo, tức là những người có thể khái quát hóa được quy luật. Đấy là những người như kiểu Einstein hay là Pythagore ấy. Mấy cái công thức mà cao ấy nghiên cứu ra ấy, thì hầu như lĩnh vực nào cũng phải dùng. Và muôn đời nó là như vậy, E phải bằng MC bình, chứ không có E bằng MC ngũ 3 hay ngũ 4 gì cả. Tổng hai cạnh của tam giác luôn luôn phải lớn hơn cạnh còn lại. Cái đấy đó là mẹ thành chân lý rồi, thôi mày đừng có cãi nhau làm cái gì nữa. Cả thế giới này nhá, chỉ có 3 màu chính, đó là màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương thôi. Thế rồi từ 3 màu đấy, ông sáng tạo ra ti tỉ các màu khác nhau đều được. Cái đấy nó là quy luật rồi. Đấy mới gọi là những nhà sáng tạo. Ông có làm gì thì làm, kiểu gì cũng phải xoay quanh những cái quy luật đó. Người thường như anh em mình, ai mà đạt cấp độ 3 thôi thế là ác lắm rồi. Cấp độ 3 có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng khác ăn mặc như nào thì tao sẽ ăn cắp, tao sao chép y như vậy. Thế xong về tao sẽ cải tiến một xíu, tao cắt bớt cái gấu quần đi, tao nới rộng cái cổ tay ra, làm sao cho nó phù hợp với vóc dáng của tao. Đấy, thế xong nhá, phải làm thế nào trông cho mình nó quyến rũ hơn đây. Thế là bắt đầu lại cải thiện cách đi đứng, cách nói năng. Xong rồi đặc biệt nhất ấy là xịt thêm một tí nước hoa vào. Ôi giời ơi, nó là hết nước chấm luôn. Mà nước hoa mua ở đâu thì anh em còn lạ gì nữa, Nam Perfume chứ ở đâu nữa. Nam Perfume cam kết chỉ bán hàng chính hãng, thử mùi đến khi nào ưng thì thôi. Nếu như vẫn còn lăn tăn, anh em có thể làm chai nước hoa size mini để dùng thử, vẫn cứ là ok luôn. Và khi mua nước hoa ở Nam Perfume, anh em nhớ đọc phát Tuấn Tiền Tỷ để nhận được phần quà trị giá 10%, có thể trừ thẳng vào hóa đơn đây nha sếp ơi.